Rồi, chào các bạn. Chắc hẳn các bạn cũng biết trang web này. Đây là một trong những trang web chia sẻ hình ảnh lớn nhất. Và xuất phát từ một cái mục đích là mình muốn tải tất cả hình ảnh của một số nhiếp ảnh gia trên trang này. Cái trang này mình tạm gọi là Viết Kịch nè. Tại mình cũng biết rõ cái cách đọc tên của nó nữa. Thì mình đã viết ra một cái công cụ cho phép là tải tất cả hình ảnh của các nhiếp ảnh gia, cũng như là tải cái album của họ về. Đồng thời thì công cụ này cũng có cho phép mình tải được hình ảnh ở cái trang khám phá này. Để sử dụng được cái công cụ này thì đầu tiên mình cần phải cung cấp cho nó một cái khóa API. Các bạn có thể lên Google gõ vô Viết Kịch API. Đây. Đây các bạn chọn một cái liên kết là Viết Kịch API Key nè. Để vô đây thì mình sẽ đăng ký một cái khóa API để sử dụng. Sau khi có cái khóa API và mình tải được cái công cụ về, mình chạy đen ra. Nó có hai cái file là Viết Kịch API.tt và cái file ghé tải mạng Viết Kịch .tt. Thì các bạn mở cái file liquidapi.tt lên để thêm cái khóa api mà mình nãy mình đăng ký được, bỏ vô nó. Và sẽ tiến hành khai thác cái công cụ này ha. Đây chính là cái giao diện công cụ. Công cụ ở cái tùy chọn là độc đáo, nó cho phép mình tải hình ảnh ở cái trang khám phá này. Ở người dùng thì mình nhập cái link đến cái tài khoản của người dùng để tải hình ở trong của họ, hoặc là album để tải album của người dùng. Ở đây mình thử dưới là cái tùy chọn độc đáo là tải hình ở trang khám phá này nha. Đây, tiếp theo ở cái tùy chọn dưới đây mình có cái tùy chọn chất lượng ảnh, tức là cái hình ảnh, cái chất lượng hình ảnh mình muốn có thể tải về. Mình chọn thử ảnh gốc. Rồi sau khi chọn gốc thì mình click check thì cái công cụ nó tiến hành kiểm tra xem là có bao nhiêu ảnh chất lượng là chất lượng ảnh gốc về tải về. Lúc này thì mình nó có thể lag một tí, tại có một số nhiều khi ảnh nhiều quá nó tải về nó lag. Đây là mình có thể lấy được 241 ảnh gốc. Rồi ở cái tùy chọn về là có hai tùy chọn là thủ công hoặc IDM. Nếu mình chọn IDM thì mình dựng lên cái thứ luôn á. Đây tức là sau khi chọn IDM thì mình click start, thì lúc đó tất cả cái link ảnh này nó sẽ được đẩy qua IDM và mình dùng IDM để tải về thôi. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ sử dụng thủ công. Thật ra thì dùng cách tải thủ công thì mình cũng sẽ sử dụng IDM để tải thôi. Rồi giờ mình click start. Lúc này thì nó báo là nó sẽ tạo ra một cái file là viết kịch.html chưa link để tải. Nó ok thì nó cũng sẽ tự mở cho mình thôi. Đây là các link hình ảnh mà mình có thể tải về. Mình có thể click vô để coi thử. Đây đúng là ảnh gốc luôn, to đúng luôn. Rồi trở về ha. Ví dụ nếu mà mình muốn tải hết thì mình có thể click này nè, và bấm Ctrl+C. Mở cái IDM lên, click vô tab và bấm vô add bat file rom clipboard. Đó, rồi chọn gì hết thì phải click check on, chọn tên nhé. Thì một lúc thì bấm ok để nó tiến hành tải. Hãy quên nói nữa là ở cái nó có cái tùy chọn số ảnh tải về, tức là mình muốn tải bao nhiêu ảnh mình nhập vô đây. Với điều là nó nhỏ hơn cái số ảnh, nhỏ hơn hoặc bằng số ảnh mà mình có thể tải về ha. Còn nếu mình muốn tải hết luôn thì mình nhập không vô. Giờ mình sẽ tự bước qua cái tùy chọn thứ hai là tải hình ảnh của mấy người dùng. Sao chép cái link đến cái link profile của cái ông này này, của cái chiếc bánh da mà mình muốn tải nhắn vô đây. Rồi cũng vậy, click check. Ồ, không có ảnh gốc luôn. Hôm nay không cho mình tải ảnh gốc nào hết. Đây có không? Đó, sẽ tải được 91 ảnh tại cái chất lượng này. Giờ mình sẽ thử tải album ha. Đây, mình chuyển qua tải album luôn này. Rồi mình cũng tiến hành sao chép cái địa chỉ đến album đó. Rồi chuyển cái địa chọn album, dán cái album, cái link đến album vô. Tải được có một ảnh nè. Đối với một ảnh thì mình có thể giảm cái chất lượng xuống đến nhiều hơn. Giờ mình chọn này, mình chép cái, nó lên tới 21 ảnh luôn đó. Rồi hy vọng là công cụ này sẽ